nhiều trang báo quốc tế đồng loạt đăng tin Google chính thức ngừng hợp tác kinh doanh với Huawei về cung cấp phần cứng và phần mềm, trong đó bao gồm ngừng cập nhật các ứng dụng phổ biến như Gmail, YouTube, Chrome, hay thậm chí cửa hàng ứng dụng Play Store. Một số thông tin sau đó thậm chí cho rằng người dùng Huawei sẽ không truy cập được các ứng dụng này trên điện thoại của họ. Vậy thực hư ra sao? Một phát ngôn viên của Google cho biết, chúng tôi đang tuân thủ chỉ đạo và xem xét những điểm liên quan. Người này khẳng định tất cả các dịch vụ như Google Play và bảo mật đến từ Google Play Protect vẫn sẽ được duy trì chức năng một cách bình thường trên điện thoại Huawei sẵn có. Như vậy, có thể hiểu rằng những gì đã có vẫn sẽ tồn tại. Đối với những người đang sử dụng điện thoại của Huawei, họ vẫn có thể sử dụng Gmail, xem YouTube và tải ứng dụng trên Play Store một cách bình thường. Tuy nhiên, chúng ta không thể đảm bảo rằng các ứng dụng này sẽ còn được cập nhật trong tương lai. Đối với những thiết bị chưa ra mắt hoặc sắp được ra mắt, Huawei sẽ chỉ có thể sử dụng phiên bản công khai của Android và không có quyền truy cập vào các ứng dụng, dịch vụ độc quyền từ Google, đồng nghĩa với việc sẽ không có Gmail, không có YouTube, Chrome, cửa hàng Play Store. Đối với thị trường trong nước, Huawei sẽ gần như không gặp phải khó khăn nào do các dịch vụ của Google vốn đã bị khóa sử dụng từ lâu tại Trung Quốc, và bản thân thị trường này cũng sẵn có ứng dụng thay thế. Tuy nhiên, đối với những khu vực khác, đây sẽ là một vấn đề nghiêm trọng, do các ứng dụng của Google từ lâu đã quá quen thuộc và thậm chí không thể thay thế với người dùng di động. Đông đảo người dùng Android trên các diễn đàn, mạng xã hội đã ngay lập tức bày tỏ sự lo lắng cho số phận của những chiếc điện thoại Huawei, sau khi báo chí Mỹ đồng loạt đăng tải các thông tin trên. Trong khi số khác lại khá tự tin, tuyên bố rằng nếu Huawei ra mắt hệ điều hành của riêng mình, họ sẽ sẵn sàng sử dụng nó, và tìm các nhà cung cấp dịch vụ khác mà không cần tới Google.